Một cú đá từ rất xa hướng về khung thành của Văn Lâm. Vào! Hai siêu phẩm trên sân vận động Hàng Đẫy ngày hôm nay. Bạn có thể tin được không? Hai bàn thắng đó là Trương Văn Thái Quý. Không thể tin được. Không thể tin được với hai bàn thắng của câu lạc bộ Hà Nội. Nếu như bàn thắng của Đoàn Văn Hậu đã mang lại cho chúng ta những cảm xúc khó tả, thì ở tình huống vừa rồi hãy xem cái cách mà Trương Văn Thái Quý đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm. Vừa đủ để vượt qua tầm khống chế của thủ môn này với những bước lùi về cũng không hề chậm một chút nào. Với em thì thực ra đây là một bàn thắng đẹp nhất. Em có thể nói đẹp nhất sự nghiệp của em từ trước đến nay. Và với bây giờ hiện tại em không nghĩ một cái gì khác khi mà em có một bàn thắng khoảng cách từ 70m, 70 đến 75m, thì đó là một điều rất hạnh phúc đối với cá nhân em. Và đặc biệt là khi được sự chứng kiến của bố mẹ ngồi ở trên khán đài, thì nói chung là không còn một cái vấn đề gì diễn tả khi ngoài hai từ hạnh phúc. Cái thời điểm đấy Quý nghĩ gì và trong một cái tích tắc như nào mà em lại đưa ra quyết định sút một quả bóng từ rất xa như thế? Với em thì sự đưa ra quyết định đó thì chỉ trong tích tắc. Khi mà em vừa chạm nhịp đầu thì em quan sát lên thấy thủ môn chân cao, thì em liền đẩy nhịp thứ hai và em vung chân một quả từ khoảng cách tầm 70 đến 15 mét, thì em không nghĩ là bàn thắng đến bây giờ. Đã bao giờ trong tập luyện hay là trong một cái suy nghĩ nào trước đây mình sẽ ghi bàn theo cách như vậy chưa? Với em trước đây em cũng hay từng suy nghĩ và em đã từng ghi một bàn ngay từ giữa sân. Và trước khi mà em được thay vào sân thì em cũng đã từng nói với đồng đội là cái gôn phía bên này là gôn may mắn đối với em. Em từng ghi những bàn thắng quan trọng, ví dụ như chiến thắng trước Thanh Hóa 4-3 và tiếp theo 1-0 hoặc là tiếp theo 2-2-0. Đó là những bàn thắng mà em có thể nói rất quan trọng. Và khung thành phía bên phải này thì thực ra đó là một điều rất may mắn đối với em. Năm nay thì sự nghiệp của Quý tại câu lạc bộ Hà Nội cũng đã phát triển lên nhiều, cái vai trò của em cũng trở nên quan trọng hơn. Theo em, năm vừa giờ em đã tiến bộ và trưởng thành như thế nào trong cái sự nghiệp của em? Với em thì trong năm vừa qua em đã nỗ lực rất là nhiều khi mà có được xuất đá chính trong đội hình của câu lạc bộ Hà Nội. Tiếp nối thì cũng được câu lạc bộ Hà Nội đàm phán và gia hạn hợp đồng với cá nhân, thì em nghĩ đây là một năm hoàn hảo nhất của em đối với cá nhân từ trước đến nay. Trong một năm vô địch Thái Lan và V-League cũng cúp quốc gia thì đó là một điều rất là thành công, và hy vọng huấn luyện viên Trương Tiêu sẽ có một đội bóng mới và hoàn thành tốt mục tiêu của huấn luyện viên.